Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 7, đầu tháng thì cửa hàng chúng em lại xin tiếp tục lên sóng và review cho anh em một lô máy cơ xếp đến từ hàng Nhật bãi nội địa anh em nhé. Và hôm lô ngày hôm nay thì có rất là nhiều các dòng máy khác nhau này. Đó, và ký tự cho anh em là lô hôm nay là lô chữ V anh em nhé, từ V1 cho tới V10. Và đây em sẽ nói cho để cho các bác dễ dàng tham khảo qua. Hàng bên trên này này là em đã chia cho thành hai hàng rồi. Hàng bên trên này là những sản phẩm nho nhỏ để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình. Giá cả thì khoảng tầm trên dưới 2 triệu thôi. Còn anh em nào mà thích hàng siêu cấp, hàng VIP Pro và những sản phẩm mà hàng chất lượng đấy ạ, hệ nòng đứng, máy móc ngon lành thì ở hàng bên dưới này anh em nhé. Hàng bên dưới này thì nó rơi dao động từ khoảng tầm từ 2 triệu 6 này cho tới khoảng 3 triệu 8. Đấy. Và các bác hay hỏi em ấy là giá cả ở đâu, thì xin thưa với các quý khách hàng là giá thì cửa hàng chúng em đã đề và viết trên từng con máy rồi nhá. Đó, các bác nhìn qua đây, những con số đây này, đây là giá nhá. Đó, và giá đó là ở đây cửa hàng chúng em là đã hoàn toàn miễn phí vận chuyển cho anh em và tặng kèm phụ kiện một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít trình đấy. Và cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước, nên là các bác đặt hàng của cửa hàng chúng em thì hoàn toàn yên tâm. Hàng tới các bác cứ kiểm tra hàng, test nổ rồi các bác mới thanh toán tiền cho người giao hàng là được. Các bác không cần phải cọc cạch gì cả. Đấy, và các bác đặt hàng của em ấy, các bác xem rõ video. Các bác ví dụ các bác ưng con này chẳng hạn này. Đấy, mà các bác không biết tên con máy là con gì thì chỉ cần báo cho em cái mã này, cái mã mà em đánh dấu trên này nhá. Ví dụ là chốt cho anh con V1 chẳng hạn này, hoặc là chốt cho anh con V2 này, là cửa hàng chúng em biết cái các bác đặt một trong hai con này. Cả chúng em sẽ đóng hàng đúng máy cho các bác lựa chọn và gửi đi cho các bác. Đó, và đỡ làm mất thời gian thì hôm nay thì em sẽ review nhanh qua. Đầu tiên là một con máy cưa Estin MS180C, hàng siêu cấp VIP Pro, máy móc cực kỳ đẹp luôn anh em nhá. Tem mác hầu như là còn chuẩn chỉ, máy móc linh kiện nguyên zin nguyên bản, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này. Đó, sử dụng xích chung 91, xích chung chung sản phẩm của máy cưa điện, giá 3.300.000 miễn phí vận chuyển. Công suất của con này nói chung là để cho anh em về sử dụng gia đình nhá. Nói về đến thương hiệu Estin thì không còn xa lạ gì nữa rồi. X2 là một con máy cưa Estin MS200. Con này là cũng thuộc dòng Estin nhà, máy móc cam kết nguyên zin nguyên bản. Và con V2 này thì công suất lớn hơn con V1 một tí xíu. Công suất của con V1 này là công suất là 32cc. Còn con này nó là 36cc anh em nha. Giá của nó là 3.500.000. Thương hiệu, hai thương hiệu hàng đầu của thế giới luôn rồi. Hàng Estin có lẽ là các bác sử dụng thì không còn xa lạ gì nữa rồi. Và đây con V3 là hôm nay là con này là công suất lớn nhất trong lô cơ xích hôm nay, công suất lên đến 37cc, nòng của nó là 40 ly anh em nhá. Có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em này, xích nó là hệ xích lớn luôn anh em nhá. Và có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em. Đó, cho anh em về khai thác tầm trung cũng như là cũng ok luôn, sử dụng gia đình thì quá là hợp lý. Giá 3.800.000. Đó, làm tản nhiệt, làm xích nguyên zin, làm cực kỳ dài luôn, mặt cắt 40 phân luôn. Công suất thì cực kỳ lớn anh em nha. Vâng, và con V4 là một con máy cưa đến thương hiệu Shindai Wa. Con này thì công suất của nó là 35cc, nòng 38 ly, 2.600.000. Con này cái hệ lốc nhôm. Như Shindai Wa này nó đặc trưng rồi. Và con này thì khá là đẹp, máy móc thì cực kỳ mới và chất lượng luôn nhá. Đó. 35cc. Và con này là công suất của nó là 34cc này. Giá 2.600.000 về cho anh em sử dụng. Con này thì thương hiệu Komatsu Genowatt thì rất là nhiều video em đã nói rồi. Thiên về độ bền và chất lượng. Đó. Và con này thì tất cả những cái máy cưa ấy, nó được có những cái chức năng gì thì con này đều được tích hợp hết nhá. Có chụp giật trợ lực này, e gió tự động này, núm bơm xăng phụ này, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này. Hệ thống giảm nhún treo là nhún treo lò xo cực kỳ êm ái luôn nhá. Và bô là hệ thống bô là bô giảm âm. Đấy, bô là bô giảm âm. Công suất 34cc về cho anh em sử dụng này, nếu mà nhu cầu anh em về sử dụng gia đình nhá, thì anh em lựa cho em con này thì đảm bảo cho anh là chất lượng luôn. Đó, và đây giờ em sẽ qua những mẫu máy cưa nhỏ nhỏ để cho anh em phục vụ sử dụng gia đình đây. Lô ngày hôm nay thì toàn là máy đẹp, máy mới và keng xà beng luôn anh em nhá. Một con máy cưa đến từ Marujang 3. Đấy, con này thì công suất 30cc, giá 1.900.000, máy tem máy móc này. Anh em nhìn qua phần bô này, anh em nhìn không ạ? Quá là đẹp luôn nhá.
giá 1.900.000 cho anh em. Một con máy cưa tiếp là đến Tanaka. Anh em nhìn qua xem là có những nai không, con này thì tình trạng đẹp như thiếu thùng luôn anh em nhá. Có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em. Đó, giá 2.200.000, công suất của con này là 33cc. Về cho anh em sử dụng gia đình cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại. Và một con máy cưa tiếp tục là đến từ thương hiệu Shingu. Con này là 301, giá 2 triệu đồng. Đó, máy móc cực kỳ sáng và cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Công suất 30cc, về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại. Vâng, và một con máy cưa đến thì Maruyama 33cc, giá 2.050.000. Đó, anh em nhìn qua một con máy thì công suất 33cc, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại, giá 2.050.000. À, và chèn trong lô ngày hôm nay ấy, thì em đã có một con máy cưa. Hàng này là hàng máy mới nhá, bán thanh lý cho anh em luôn. Đấy, hàng này hàng máy cưa mới này, bán thanh lý cho anh em luôn. Con này là V10. Nếu mà để mà nhu cầu anh em nào mà cần một chiếc máy cưa nhỏ gọn để về cho anh em sử dụng gia đình, cũng như là về để cắt tỉa cành ở trên cao, thì một con máy đến từ thương hiệu Osaka. Đấy, con này là hệ máy mới anh em nhá. Có tích hợp chụp giật trợ lực này, núm bơm song phụ này, khóa xích này. Đó, và e gió này. E gió cũng là e gió tự động luôn này anh em nhá. Đầy đủ chức năng, công suất thì cực kỳ khỏe luôn. Hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13, làm mới xích mới luôn anh em nhá. Đấy, con này thì giá 1.800.000 thôi, để cho anh em nhu cầu mà cần một chiếc máy cưa nhỏ gọn để phục vụ sử dụng gia đình. Cực kỳ nhỏ gọn luôn anh em nhá, cân nặng chỉ khoảng tầm hơn 3 kg một tí xíu thôi. Vâng, và lô ngày vừa rồi thì em đã giới thiệu qua. Thì bây giờ sẽ đặt máy quay xuống để giật test nổ từng con một để cho anh em nghe tiếng động cơ nổ của nó như thế nào anh em nhé. Dạ vâng, cái máy đầu tiên anh em nhé, đến từ thương hiệu Estin. Dòng này là dòng 180 cho anh em về sử dụng này. Máy móc cam kết nguyên zin nguyên bản từ A tới Z nhé. Hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 19. Và lam xích là nguyên zin nguyên bản của nó luôn anh em nha. Lam con xích con này thì nó được trang bị cho mình là một sợi xích chung 91. Xích này thì dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện. Và lam dài mặt cắt là được 35 phân mặt cắt anh em nha. Đó, 35 phân mặt cắt rất thích hợp cho anh em về sử dụng gia đình. Đấy, anh em nào mà cần một chiếc máy cưa mà hàng thương hiệu, cực kỳ thương hiệu luôn anh em nha, thì anh em có thể lựa hàng này. Giá thì giá 3.300.000, miễn phí vận chuyển cho anh em về sử dụng. Các anh em nào mà ưng con này muốn đạt thì báo cho em là con V1 anh em nhé. Vâng, qua con V2 là cũng là một con máy cưa đến thương hiệu nhà Estin anh em nhé. Nhưng con này là dòng, nó là dòng MS200. Công suất của nó là 36cc, nòng của nó là 40mm anh em nhé. Vẫn cam kết nguyên zin nguyên bản, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này. Lam dài mặt cắt là được vâng, nó rơi vào khoảng 38 phân mặt cắt. Đây, đo kích thước chính xác cho anh em nhé. Và xích sử dụng đó là xài xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện, mua bán trên thị trường rất là nhiều. Và hệ thống lốc này, lốc là lốc hợp kim anh em nhá. Lốc hợp kim có là hàm rồng đầy đủ cho anh em. Nắp xăng là hệ nắp xăng cải, giống như những dòng máy của đời 381, 382 đấy ạ. Đấy. Em nhìn qua tổng thể cây máy này. Con này thì nói chung là về để cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung cũng được. Còn nếu mà anh nhu cầu anh em về sử dụng gia đình thì con này là quá là ok rồi. Xem là cái tiếng hệ thống của động cơ cũng như là phần nổ máy móc này, nghe con này xem nổ có đã tài và sướng không ạ. Về anh em sử dụng thì bao chất lượng cho anh em luôn rồi nhá. Giá con này là cửa hàng chúng em đang bán với giá là 3.500.000. Anh em nào ưng con này thì báo cho em là con V2. Ở đây
công suất lớn nhất trong lô cưa xích ngày hôm nay đây, là một con máy cưa đến hiệu Echo Curit. Đấy. Tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em này, có núm bơm xăng phụ đầy đủ này, e gió tự động này. Đấy, và con này thì thắng xích khóa xích sử dụng vẫn ok đầy đủ cho anh em nhé, đầy đủ chức năng luôn. Lốc của nó là lốc hợp kim này, máy móc tình trạng đẹp như sưu tầm luôn. Đây, anh em nhìn qua lốc là lốc hợp kim nhá. Lốc hợp kim nhôm, chịu lực cũng như là chịu nhiệt thì cực kỳ bền luôn rồi. Đấy, có một phần chỗ này bị chóc một tí xíu rồi nhưng nó không có ảnh hưởng gì cả. Đây cho anh em nhìn phần tem này. Anh nhìn tem này. Đó, Made in Japan này. Đó, và đây là mã số của nó 5500 5094. Đó, dòng này thì nó là 37cc anh em nhé. Tem mác hầu như là còn đầy đủ luôn. Đấy, quá là đẹp luôn. Hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13. Cam kết cho anh em là chuẩn zin đét đẹp. Anh em nào mà nhìn thấy một linh kiện nào mà đã thay thế sửa chữa cả, chúng em xin phép đền 10 lần tiền cho anh em. Giá 3.800.000 anh em nhé. Và con này sử dụng đó là xài xích 325. Xích 325. Xích đại, gần như là xích đại luôn rồi đấy ạ. Xích cực kỳ lớn luôn anh em nhé. Đó, và lam con này dài mặt cắt là 42cm. 42cm luôn. Về cho anh em sử dụng khai thác cũng được. Và anh em nếu mà anh em làm dư giải tài chính, anh em lựa con này về sử dụng gia đình thì em đảm bảo cho anh em là ăn đứt những cái dòng máy cưa hàng Trung Quốc, hàng tàu giá rẻ đấy ạ. Đó. Hệ thống lam là lam tản nhiệt anh em nhá. Lam xích nguyên zin nguyên bản của nó luôn, anh em thoải mái về sử dụng. Và con này thì không chê điểm gì, tình trạng máy theo mà cửa hàng chúng em đánh giá ấy, thì nó rơi vào tầm khoảng 90%. Dạ vâng, qua con V4 là một con máy cưa đến hiệu Hyundai Qua. Con này thì nó là siêu trường siêu trọng nha anh em nhá. Nồi đồng cối đá cho anh em về sử dụng. Anh em vừa sử dụng vừa quăng vừa quật. Đấy, không hề có tình trạng là máy móc gì đâu, bởi vì cái dàn của nó này đa số đều là hợp kim hết anh em nhá. Hợp kim nhôm, lốc là lốc hợp kim nhôm này. Bình xăng cũng là bình xăng hợp kim nhôm. Đấy, cho anh em cực kỳ chắc chắn cho anh em về sử dụng nhá. Đây. Anh em nhìn thấy không ạ? Đấy. Bình xăng có mỗi cái phần này nó là bằng nhựa thôi, phần vỏ nó là bằng nhựa thôi và phần ốp la là bằng nhựa. Và con này thì anh em có lẽ ở dưới các bác ở dưới ngả miền Tây sông nước thì không còn xa lạ gì về cái thương hiệu này nữa rồi, bán cực kỳ rất là nhiều và chạy luôn anh em nhé. Và dòng này này thì nó thiên về hàng khỏe, bởi vì cái bạc cổ bên trong của cái máy này thì nó là xài là bạc dày anh em nhé, hai bạc bạc dày nên là vòng tua của máy thì cực kỳ khỏe luôn đấy. Anh em nhìn phần qua phần ốc này, anh em nhìn qua ốc này, ốc còn vàng ươm luôn anh em nhé. Máy đẹp như sưu tầm cho anh em luôn. Và lốc là lốc hợp kim nhôm thì chịu nhiệt rất là tốt luôn anh em nhé. Và xích sử dụng nó là xài sức chung 91, xích cùng chung với sản phẩm của máy cưa điện luôn. Làm dài mặt cắt 30cm. Đấy, con này thì rất thích hợp về cho anh em về sử dụng gia đình. Giá chỉ 2.600.000, máy móc thì đẹp 90%, cực kỳ đẹp luôn. Anh nhìn phần qua phần nòng này, nòng mề này, máy móc xem có chất lượng không ạ. Ốc ác thì còn vàng ươm luôn, phần bô của nó anh em nhá, nhìn phần bô này. Chưa hề có vết than gì gì đâu. Ngoại trừ thì những cái phần này thì nó là xài là bằng hợp kim thì nó sẽ sơn lên. Thì nó bị bong chóc thôi. Nói chung là không có ảnh hưởng gì cả. Để cho em về sử dụng. 2.600.000 cho con V4 này anh em nhá.
Ôi, và công anh em nào mà thích đến từ thương hiệu Kobatsu Zenowatt thì hôm nay thì em lên sóng tiếp tục cho anh em một con máy cưa về ngả 3200 công suất của nó ạ. Con này là Kobatsu Zenowatt G3401 chứ, hàng đầy cao anh em nhé. Có tích hợp chủ giật trợ lực cho anh em này, đúng không, sau phụ này, e gió tự động này, đấy, bóp và tự đẩy, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ, hệ thống bô là bô giảm âm, đấy, làm dài mặt cắt 35 phân, xích sử dụng nó là xài xích mini, giá 2.600.000. Con này thì về cho anh em sử dụng gia đình thôi nhá. Cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 cm đổ lá. Anh em nhìn nhé, cái tác dụng của cái hệ thống nhúng treo này, nhúng treo lò xo này, anh em nhìn có phần cục máy này là sẽ rung rồi nhá, còn cái phần tay cầm này cũng như là cái phần tay nắm này thì nó sẽ bị hạn chế rung hơn, ít rung hơn để cho anh em về cầm nắm sử dụng có thể được êm ái. Đấy, đa số nó chỉ rung cái phần cục này thôi, anh em thấy không ạ? Đó, cái nhúng treo lò xo là nó sẽ có tác dụng như thế. Anh em nào mà sử dụng cái hệ nhúng treo lò xo này thì cực kỳ thích luôn. Về mà cái nhúng treo này thì nó lại cực kỳ bền đấy anh em nhá, cực kỳ bền bỉ luôn. Đó, anh em về sử dụng đôi khi mà cái chiếc máy nó hỏng thì chưa chắc là cái cục nhún này nó đã hỏng rồi đâu à. Nên là anh em thoải mái tin tưởng và đặt hàng anh em về lựa chọn anh em nhé. 2.600.000 miễn phí vận chuyển cho anh em, cam kết nguyên zin nguyên bản cho anh em luôn. Dạ vâng, và bây giờ thì qua những mẫu máy cưa mà nho nhỏ để cho phục vụ cho anh em về sử dụng gia đình đây. Nhẹ nhàng, cân nặng chỉ khoảng tầm 4 kg, hơn 4 kg một tí xíu, và dưới 4 kg cũng có luôn anh em nhé. V6 là một con máy cưa Maruyama, tình trạng máy này đẹp xuất sắc nhất nách luôn. Anh em nhìn qua, đó, anh em nhìn qua này, anh em không chê điểm gì rồi nhá. Đây phần tem này, anh em phần tem chuẩn của nó luôn nhá, hầu như là chưa hề có vết han gì cả. Mã số của nó này em đọc luôn cho anh em nhá, anh em nhìn rõ không biết đâu. Đó, đây này, 00000357. Đấy, máy móc cực kỳ đẹp, ốc này. Anh em nhìn qua phần ốc chân lam của nó này còn vàng ươm luôn. Anh em nhìn thấy ra có chất lượng không ạ? 1.900.000 thôi. Lam dài mặt cắt là được 30 cm, xích sử dụng nó là xài xích mini. Giờ test nổ cho anh em nhé. Đây, cho anh em nhìn qua phần dây giật của nó này. Anh em nhìn qua này, đó, anh em nhìn qua này, trắng phau luôn anh em nhá. Đấy, chứng tỏ là chủ cũ người ta cũng ít xài. Rồi, qua con V7 đến thương hiệu Tananka, con này thì máy móc thì cũng cực kỳ sáng và cực kỳ đẹp luôn. Anh em nhìn qua phần dây giật của nó này. Đó, anh em nhìn phần dây giật này cũng cực kỳ trắng phau luôn anh em nhá. Có tích hợp chủ giật trợ lực cho anh em công suất 33cc. Và con này giá 2.200.000, lam dài mặt cắt 35 phân, xích sử dụng nó là xài xích chung 91. Xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện đấy, mua bán rất là nhiều. Và có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam, đúng không, sao phụ đầy đủ, máy móc thì đẹp 90%, quá đẹp luôn. Anh em nhìn qua tem mác này, đấy, không có về hầu như là phần chóc trước thì không có luôn anh em nhá.
cực kỳ nhạy nổ và nhẹ nhàng luôn. Và con V7 này thì cả chúng em đang bán với giá là 2.200.000, miễn phí vận chuyển cho anh em. Anh em nào mà ưng thì có thể báo cho em là con V7 anh em nhá. Máy móc cực kỳ sáng và cực kỳ đẹp luôn. Rồi và lại tiếp tục một con máy sưu tầm đến từ nhà Singu. Con này là 301, công suất 30cc, về các gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đủ lai. Và sách sử dụng nó là sách xích mini anh em nhé. Lam dài mặt cắt, tổng thể mặt cắt 30cm. Máy móc thì khá là đẹp luôn. Hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10. Anh em nhìn qua phần máy móc này, tem mác hầu như là còn đầy đủ chất lượng cho anh em nhé. Phần mặt tiền của nó này, máy móc không hề có tình trạng bể vỡ hay làm sao cả. Dạ vâng, qua con V9 là một con máy cưa đến hiệu Maruyama. Con này thì công suất cực kỳ lớn luôn nha nhá. Nói chung là về với công suất 33cc thì nó cũng thuộc dạng là khá là to rồi. So với những chiếc máy cưa mà để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình, tay dài, hệ tay dài mà nhỏ nhỏ như thế này đấy ạ, thì công suất 33cc là cũng thuộc dạng là công suất cỡ lớn rồi anh em nhá. Giá 2.050.000. Đấy, máy móc thì không tình trạng bể vỡ hay làm sao cả. Chuẩn zin đẹp đẹp, làm dài mặt cắt 30cm. Xích sử dụng nó là xài xích mini, phần xích thì khá là dày dặn và to ạ. À, này, làm xích nguyên zin của nó luôn đấy ạ, có núm mương xăng phụ đầy đủ cho anh em. Đó, 2.050.000 anh em nhá. Và cuối cùng là có một chiếc máy cưa hàng tay cụt nhỏ nhỏ để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình đây. Hàng này thuộc dạng là siêu mini luôn, hệ tay cụt, anh em có thể cầm được một tay được và cũng có thể cầm được hai tay. Nếu mà anh em cắt dưới đất thì hai tay, một tay nắm vào đây, một tay cầm này. Còn nếu mà anh em mà hay leo trèo trên thang hoặc là leo trên cao để cắt tỉa cành ấy, thì anh em cầm một tay thôi, cầm một tay vậy thì cũng có thể cắt được rồi đấy. Và con này thì chúng em thì thanh lý cho anh em luôn. Hàng này là hàng máy mới nhá, đến từ địa Osaka, giá 1.800.000, có núm mương xăng phụ đầy đủ này. Lam xích là lam xích mới luôn anh em nha, xích sử dụng xích chung 91. Lam dài mặt cắt là được bao nhiêu đây ạ? Hệ này là hệ máy mới chứ không phải máy bã anh em nha. Anh em nào xem kỹ video giúp em. 28cm phần mặt cắt đấy, lam mới, xích mới cho anh em luôn. Và con này thì nó là hàng siêu chất lượng luôn anh em nhá. Có chụp giật trợ lực này, hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 13, thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ này. Đấy, hôm nay là con này thì cả chúng em thì nó là hàng máy mới nên là nó để ngoài bán nó chậm quá nên là quay lên để thanh lý cho anh em nào có nhu cầu cầm một chiếc máy cưa mà nhỏ nhỏ để phục vụ sử dụng gia đình thôi. Giá cưa hàng hạt rẻ chỉ 1.800.000, nhưng mà công suất thì con này thì nói chung là hàng cũng chất lượng đấy ạ, chứ không phải là hàng tạp nham đâu anh em nhá. Đó, anh em nhìn, anh em thử nghe xem. Máy móc thì nhỏ nhỏ, nhắn nhắn thôi, nhưng mà giật tổ thì không hề là nhỏ tí nào anh em nhé. Phần bô cũng như là công suất của cây máy thì cũng khá là lớn. Đây, nó dao động hẳn là 113 decibel luôn anh em nhá. Vòng tua cũng như là máy thì khá là khỏe khoắn để cho anh em về sử dụng gia đình. Anh em mở chiếc máy cưa nhỏ gót. Vâng, và vừa rồi thì chúng em thì đã giật test nổ tổng cộng gồm là 10 cây rồi. Anh em nào mà ưng ý con nào rồi thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua chúng em để đặt hàng. Báo cho em là cây mã mà cả chúng em đánh dấu trên từng con anh em nhá. Và giá thì cả chúng em thì đã công khai trên từng con máy rồi, thì không, hàng tới tay anh em thì không cần mất thêm bất kỳ chi phí phát sinh gì nữa cả. Đó, anh em nào mà ưng thì có thể liên hệ qua cửa hàng chúng em.
Vâng, và video thì cũng khá là dài rồi, cả chúng em xin kết thúc video tại đây. Hẹn anh em ở những video tiếp theo. Vâng, xin chào toàn thể anh em.